chơi chơi. Kêu bà Bảo đi chơi chơi. Con kêu bà Bảo đi chơi. Kêu bà Bảo đi. Kêu bà Bảo đi. Mấy con dậy đó. Mấy con dậy kêu bà Bảo. Con nói bà Bảo đi con. Chào Bảo. Đúng rồi. Có cố gắng. Ui, dậy dậy ke, dậy dậy ke. Ê, mày hỏi là mày có coi thử giá cái iPhone 11 nhiêu cái không? Ừ. Ôi, giỏi ghê chưa cô chú. Đó, chơi chơi, ba Bảo đi chơi. Chơi nói ba Bảo đây. Chơi con nói ba Bảo đi chơi. Sợ, 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 sợ. Mặt không sợ. Đó là sợ nhất đời. Cái ngày đầu tiên đi học sao ta? Nè, dắt em đi. Trường ô, em vừa đi vừa học. Mẹ vô dành yêu thương. Nút từ từ thôi. Để cho con phải nhai thêm chứ sao con nuốt trọng. Con nuốt trọng không à. Uống nước nha. Ăn vừa vừa thôi, ai mượn con no con nuốt mọi nhiều quá cái nuốt nhanh quá cái giận sợ. 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 Oh wow. Ngồi xuống đi con, ngồi xuống đi, sit down please. Thank you. Thank you. Cô chú ơi, chị bữa nay chị ăn cháo, cháo bồng ngư. Đó, thấy chưa? Nãy giờ nói lại, nói đi nói lại mấy lần rồi đó. Thank you. Ăn xong đi cái mình đi đi vô đi học nha. Đi học không? Có đi học không? Có đi học không? Hả? Đây nè. Oops. Ngồi xuống please. Sit down please. Sit down, sit down. Ngồi xuống đây con. Ngồi xuống, sit down bờ ly. Sit down bờ ly. Bờ ly, sit down, sit down, sit down. Sit down, sit down. Thank you. Ê, bậy bậy đang ăn đâu có ngậm mấy này được. Vô lý, cái đó là gọi là Nguyễn Thị Vô Lý. Good job chị. Đó, cô chú thấy chay ăn giỏi chưa? Bây giờ ăn no cái bụng xong rồi cái người ta đi học. Vô lớp mình khỏi cần ăn đồ Mỹ hả chay hả? Khỏi cần ăn ba cái bánh mì á hả chay hả? Cái bánh mì đó khô thế bà đúng không à? Tính ra trọng nghiệp em nhắm với cô chú ơi. Vô bậy bị ăn toàn đồ Mỹ không? Ăn hamburger, ăn hot dog. Gán đi, gán buổi trưa ăn vậy đi, buổi sáng với buổi tối mày cho ăn ngon ha. Tối nay làm gì cho chay ăn ta? Tối nay mày làm miếng thịt bò cho chay ăn đi. Ừ, à, Elsa đó con. Anna với lại Elsa đó. Rồi, chay nhìn cô chú cái coi. Con mèo đó con đâu có chấm được. Con mèo đó là đâu phải con mèo trên điện thoại đâu chấm. Mèo đó trong video. Trời ơi, nó tưởng cái con mèo Tom mà nói chuyện đó. Chấm chấm được, nó đâu biết rồi đâu có chấm được đâu. Mèo của bao tử nó cũng bị... Chơi.
Giỏi quá, trời ơi, mới sáng sớm mà đưa giọng lên hát rồi, giỏi quá ta. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Ủa, đang đó rồi hả? Chay biết đi đường đó, cô chú ơi. Sẵn sàng chưa? Con nói mẹ ơi. Đi học. Đi. Rồi, mở cửa ra đi. Con mở cửa đi. Con mở cửa đi. Đi chưa học chị đi. Rồi đi. Ow. Đi. Cô chú thấy bữa nay chạy hấp hấp vậy không? Đi. Không nắm tay. Lạnh quá chứ hả? Đi đường này đi con. Con đi trước đi, mẹ đi sau. Hai mẹ đi trước, mẹ quay con cho cô chú coi đây nè, đi. Hi. Nắng có không? Nắng mà thì phải đi thôi chứ giờ biết sao giờ, nắng mà. Thì mẹ vừa mới bồng chay lên xe nè. Mẹ ghé chợ, mẹ mua cho chay cái mac and cheese để trên đường đi học, rồi đi trên đường đi về là chay ăn, có đồ ăn ăn liền, chay nằm trên xe chay ăn. Ngon không con? Ngon. Dạ ngon. Ngon. Đó, thấy chưa? Cô chú thấy chưa? Múc ăn đây con. Đó, đúng rồi. Ê, chay, gớt rồi. Đâu rồi? Nè. Yummy. Múc ít thôi. Gì? Mẹ đút con nha. Chi? Chi gì? Đồ cái chi này hả? Ừ. Sao mắc cái chi, sao mang đi đổi ăn chi? Vô lý không? Thấy hai ba cái đồ ăn rồi bây giờ đổi cái này phải không? Ừ. Rồi giờ ăn chi này nha. Ừ. Cái này á là ở trước cửa trường á, mỗi ngày là người ta sẽ bỏ đăng cái nha, cái ngày người ta bỏ trái lê, có ngày người ta bỏ trái táo, có ngày người ta bỏ cái bánh cookie. Rồi bữa nay là người ta bỏ cái cheese này nè các bạn. À, cái này lột qua sau này đây, lột qua nhà hàng coi nha, coi dễ lắm. Ăn không? Ăn. Dạ ăn. Ăn. Mẹ ơi. Ơi. Mà con mà con nhớ mẹ không? Nhớ. Nhớ mẹ hả? Nhiều không? Nhiều. Nhiều hả? Thương mẹ để đâu? Thương mẹ để đâu? Ừ. Để đâu? Thương mẹ để đâu? Thương ngoại để đâu? Thương ngoại để đâu? Thương Út để đâu? Ờ. Con ơi Út ơi. Úc ơi. Ok. I miss you. Yeah. Wow. Say thank you, mommy. Thank you. What you say? Con nói làm sao? Please. Đúng rồi. Làm ơn. Mẹ ơi, làm ơn cho con. Please. Wow. Ít ưng ăn vậy đó mới chết chứ. Coi được không? Coi tôi mua cái hũ mac and cheese ở trong chợ. Coi này bây giờ nó chơi tôi vậy đó. Chuẩn bị hành trang rồi. Hả? Gì nữa? Gì? Trời ơi, cái con này nó ăn gì đang ăn hai ba cái dữ trời. Thì sọt này vô đây luôn nha. Đó. Rồi thích thì thích cái nào ngồi nằm ăn đó, giờ mẹ lái xe nha cha. Rồi con cứ nằm đằng sau con ăn đi. Chuyện lái xe là để cho mẹ. Cái gì này, có cái gì vậy ăn cái chi này. Phải là bả không? Không mà chi này ngon hơn cục chi màu đỏ. Mày đút cho. Sau đó mỗi ngày mà đón nó về cái xe như cái xe như cái chậu đồ hàng vậy. Đây nè. Tưng 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 tưng. Ăn không? Ăn. Nhớ không? Không ăn cái này là cho cái khác liền nho. Đó, rồi ăn nho đi nghe, ăn nho cầm bụng đi nghe con. Ồ ồ ăn đi. Rồi cho mày giờ mày chở con về nha. Dạ đi con. Dạ. Giỏi. Nè mẹ bẻ ra chi đâu. Cực khổ rứa. Từ từ thôi. Đó, bây giờ cô chú xe y như cái đồ hàng vậy đó. Phải có 3, 4, 5, 7 món cho nó không ăn này ăn kia chứ không phải là nằm la sùm. Chạy xe mà tưởng siêu thị không á. Nằm ăn nha. Gán bứt đi chứ còn cái gì. Giờ mày thôi, giờ mày đi lái xe mày về đây. Gán bứt đi chứ còn. Ủa cái nắp đẩy này đâu vậy à? Nắp đẩy này đúng tiêu rồi. Không ăn thôi, đem cột về. À, nắp nằm đây nè.
Về đi rồi mẹ cho ăn bình tĩnh rồi chờ ăn. Mình giờ nằm trên xe ăn đỡ nho đi ha. Ăn đỡ giùm nho nè được rồi. Tự bẻ ra đi chi đâu. Có chùm nho mà không bẻ được thôi làm ăn được gì. Đúng rồi, lấy mỏ kéo ra, đúng rồi, kéo ra. Đúng đó. Đúng rồi, kéo ra ra, kéo ra ra. Đúng rồi, con phải tự làm nó cũng biết chứ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Yeah! Đúng. Good job chị đi. Thank you. Đó, còn chưa thấy chưa? Rồi, ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon. Dạ ngon. Ngon. Thôi giờ về nha. Ôi, trời ơi, coi nó kìa. Trời ơi, đất ơi, ngon quá ta. Đã ha. Đã. Ừ. Ê, hả, có dính cái kia, có dính gì chổng kìa. Ăn từ từ thôi nha. Từ từ thôi. Rồi, cô chú con chay nè. Mà được đời nó không? Trời đất, nó lấy giày của tôi mang vô rồi nó đi. Không chị, tự con đi, tự đứng lên đi, tự mang vô làm tự đứng lên đi. Đó, có được nó không? Trời. Vui không, vui không? Vui vậy, ờ, vui chơi đi. Giữ ta. Wow. Trời ơi, cô bé có dây chân khổng lồ. Wow. À, tự vô duyên không? Ai mượn? Tự mình làm thì tự mình chịu đắng cay đi con. Đừng khóc gì nhau cô ơi. Ngày tháng dần quên đi thôi. Dẫu có buồn, dẫu có vui cũng là kỷ niệm. Có được không? Xuống rồi, xuống coi trong đó này có gì cho con á. Con như sao nó là like con đi baby. She is so being so bad. Ooh, mac and cheese. Mac and cheese. Oh, yeah. did you bring me that for tomorrow? Uh-oh. You want me to make that for Jamie tomorrow? Rồi, soạn ra cho mẹ đi. Soạn ra đem lại vô tủ lạnh cho mẹ nha. Cái đó là gì? Sữa chua cho chay đó. Sữa, yeah. Con nói sữa chua. Đúng rồi. Cái đó là bịch ni lông. Con nói bịch ni lông. Cái gì đó. Wow, nguyên một bịch nho luôn. Wow. Gì nữa? Oh, cái đó là cái receipt. Receipt. Would you like a grape? No, she has so much. Say daddy, please. She's afraid I'm gonna force her to eat. Gì nữa? Cái đó trong đó có gì nữa? Wow, trời ơi, cầm cái đó nổi bằng một tay chúng ta ha. Hay ta, cái đó là yogurt drink. Yogurt drink. Con uống không? Xạo. Cô uống thiệt không? Dạ uống. Không, để ăn cơm xong uống. Để ăn xong uống, giờ chưa được uống. Thôi, giờ uống đi rồi chút nữa mẹ cho ăn. Mommy. Con nói yogurt. Sữa chua. Con thương mẹ không? Để đâu? Con kêu ngoại ơi. Ngoại. Ông ngoại. Ngoại. Mẹ đâu? Mẹ đâu? Mẹ. Mẹ đâu? Mẹ đâu? Mẹ. Mẹ đâu? Ba đâu? Ba. Đúng rồi, hôn mẹ miếng. Ba. Đúng rồi. Út đâu? Ba. Chay, chay, Út đâu? Út đâu? Ba. Út đâu? Út đâu? À. Con nói bé Na. Uống không? Uống không? Con nói bé Na. Na. Bé hai. Hai. Bé Hùng. Bé Ngọc. Nó nghe nè, mẹ tên gì? Mẹ. Đâu phải, mẹ đâu phải tên Chay, mẹ tên gì? Ngọc. Ngọc. Đúng rồi, ba tên gì? Ba. Ba tên không phải, ba tên Twain. Con nói đi, Twain. Đúng rồi. Út tên gì?
Út tên gì? À... Bà Bảo. Bà Bảo. Mẹ Ngân. 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 Bà Ly. Bà Ly. Vincent. I love you. I love you. Sweetheart. Sweetheart. Đúng rồi, con nói bà ngoại. Ngoại. Chính. Ngân. Con nói gì chính? Ngân. Đúng rồi, con nói bà ngoại. Ngoại. Mười. Mười. Đúng rồi, con nói bà ngoại. Ngoại. Sáu. Sáu. Đúng rồi, con nói bà ngoại. Ngoại. Năm. Năm. Đúng rồi. Nó nói giống như nó tát vô mặt tôi vậy. Nó kêu hết gia đình dòng họ dậm được uống nước nè, thấy không? Ừ. Phải kêu khát nước rồi mình được cho uống phải không? Ồ, ồ. Đây mày gỡ này vậy nè. Rồi, uống này ngon không? Ừ. Uống đi. Cô chú thấy chay không? Đi uống cái này nè cô chú. Stony, cái gì đó? Stonyfield Organic Kids Yogurt Drink. Ngon không? Uống cho cô chú miếng đi, cho cô chú miếng đi. Đi ra nó cầm cái ly, nó ra ngắm ngắm hoàng hôn ngoài. Xem cô chú thấy chay mới nên nói chuyện dữ không? Phải vậy đó. Có như mọi người, có vài người nói là tại sao mà ăn mà ép bé ép nó nói dữ vậy? Đây là cái tuổi để tập nói mà bây giờ không tập nó nói bây giờ cái bậy, cái đó là bậy. Bính liền ngay lập tức. Giờ là phải mỗi người có một cách dạy con khác nhau thôi. Nhưng mà cái cách dạy của Ngọc là Ngọc thích là tập cho nó nói nhiều, không phải là đang hành hạ nó đâu. Mình dạy nó đâu phải mình hành hạ nó. Đừng có đổ nha. Ủa hết rồi hả? Đừng nói nó uống hết rồi trời. Mình đang dạy cho nó nói tiếng. Trời ơi coi đúng hết rồi hả? Oh my god. Bây giờ chạy đang lấy chai nữa nè. Trời đất ơi. Dạy cho nó nói vậy nghe dễ thương, nghe đúng luôn chứ đâu có cái gì đâu mà hành hạ nó. Trời tại giờ tôi nói mà nữa mà. Trời uống gì dữ vậy? Con thích này hả? Vậy hôm mai mốt mày mua cái này cho con uống nha. Dạ đi con. Dạ. Đúng rồi. Còn mấy bạn muốn dạy con của mấy bạn theo cách nào thì mấy bạn có thể tự dạy. Nhưng mà đây là cái cách mà Ngọc dạy chay là Ngọc thích là trước khi ăn là phải bắt nói, thấy không? Đúng không con? Đúng không? Uống nữa không? Uống nữa không? Uống nữa không? Không vậy là xạo rồi đó. Bây giờ học cất vô đi. Chứ mấy hồi mở ra không uống rồi bỏ. Dạy nói rất là vui luôn. Nó nói được cái chữ đó ông bà ngoại Việt Nam nghe cũng vui mà những ông bà cô chú anh chị đâu nghe cũng vui nữa. Nên là cái đó là Ngọc muốn dạy trời thấy chưa? Bởi vậy. Rồi lụm vô cho mẹ. Con ạ, cô chú đi. Con nói rainbow. Rainbow đâu? Chỉ cô chú coi rainbow đâu. Rainbow. Xạo ơi, nó xạo giống mấy cô chú ơi, con muốn cái gì? Ở ngoài trời đâu có rainbow đâu. Nó thường thường sau trời mưa có rainbow nên bây giờ là làm bảy sắc cầu vồng, nó bây giờ nó ra nó kiếm đó, nó kiếm đó. Thấy không? Nó kiếm á, phải không? Có rainbow không? Dạ. Đâu bầu đâu? Đó, nó kiếm đó. Nó rainbow nó ra cái nhìn coi có cái bảy sắc cầu vồng không bởi vậy. Rainbow sao? Ok, bây giờ màu này màu nè, mày chỉ nè, bây giờ màu này màu gì? Màu này màu gì? Chị đi, màu này màu gì? Áo màu gì đây? Bạc. Áo màu gì? Bạc. No, blue. Blue. Đúng rồi, màu này màu gì? Bạc. Pink. Pink. Màu này màu gì? Pink. Green. Green. Màu này màu gì? Màu gì? White. White hả? Phải màu white không? Màu white là màu gì? Là màu trắng. Con xe bánh xe cho cô chú coi. Quay đều, quay đều, quay đều. Cái gì vậy? Mối tình nghèo đơn sơ đó. Quay đều, quay đều, quay đều. Mấy bánh xe này cũng làm cho nó bận rộn lắm cô chú. Nó cứ đứng nó quay đều, quay đều, quay đều. Ừ.
Ở ngoài trời thì lạnh nhưng mà trong nhà thì không tới nỗi nào, nên là dây mặc áo sát nách. Chứ ngoài trời thì rất là lạnh luôn, mặc áo. Con nó đi quay đều. Quay đều. Quay đều, quay đều, quay đều.